Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 69. Ngày nay chùa chúng ta tổ chức ngày lễ Phật đản. Phật tử từ hôm qua đã về rất là đông. Và sáng nay chúng ta tổ chức một đại pháp hội Di Đà, một khóa tu rất là trang nghiêm. Những đức rất là vui mừng cuộc đời mình gặp được pháp môn niệm Phật, một cái pháp tu mà Đức Phật Ngài đã chọn cho mình. Nghĩa là tu một pháp tu mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Bổn Sư của chúng ta đã chọn cho mình. Quá tuyệt vời. Nên mỗi một con người của mình nhận thức Phật chọn là mình yên tâm nhất. Cứ như vậy mà cố gắng niệm Phật. Nên tổ chức nguyên một ngày lễ Phật đản. Chiều buổi tối có chương trình tắm Phật. Và tặng đèn bông sen, tặng khăn cho quý Phật tử. Và buổi sáng sớm thì chúng ta đã tổ chức một cái khóa tu Di Đà cho tất cả hàng Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ được về chùa, một ngôi chùa chuyên tu niệm Phật. Và rất nhiều Phật tử này ở phương xa đa phần đều nghe những đức giảng pháp. Họ được về chùa, họ được giữ khóa tu. Người người đều hoan hỷ, gương mặt rạng rỡ. Ai cũng gương mặt rạng rỡ, sáng sủa. Vì một khóa tu quá an lạc, cùng niệm Phật, rồi nghe pháp, rồi lễ Phật, phóng sanh. Khi họ dùng cơm xong, họ được thỉnh tượng Phật, thỉnh tượng Phật nhà chùa tặng. Hồi sáng một buổi chia sẻ Phật pháp rất là hoan hỷ. Những đức đem pháp môn Tịnh Độ đơn giản nhất để giới thiệu cho dù là những người mới tu cũng tiếp nhận được. Nên tất cả những vị trưởng đoàn dẫn người đi đến chùa mình tu tập sẽ có kết quả rất là lớn. Kết quả rất là lớn đó là họ được tiếp nhận Phật pháp gần gũi nhất. Mà chính bản thân của họ có những lúc sai quấy việc gì thì họ nghe mình giảng, họ cũng thấy họ có cơ hội để quay đầu sửa đổi lỗi lầm. Con người chứ không phải là Phật Bồ Tát. Ai cũng có cái sai. Nhưng sai mà biết sửa là điều rất là quý. Nhớ kỹ, sai mà biết sửa là điều rất là quý. Nên á, gặp pháp môn niệm Phật này, như cái câu chuyện mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày thường giảng, ngày kể mấy câu chuyện thường kể. Một câu chuyện là ông Trương Thiện Hòa
Một người làm nghề sát sanh gần hết cuộc đời. Khi cuối cuộc đời của ông thì người đầu trâu đầu bò xuất hiện. Ông hoảng hốt lo sợ, kinh hoàng kêu la lên. Lúc đó nhân viên đặc biệt của người xuất gia đến hỏi ông vì sao ông kêu gào như vậy. Ông nói người đầu trâu đầu bò bao vây ông. Người xuất gia này biết tướng địa ngục của ông xuất hiện, dạy ông niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhân viên của ông Trương Thiện Hòa cũng cực kỳ đặc biệt, ông tiếp nhận và niệm Phật theo người xuất gia. Niệm được đâu mười mấy câu thì ông nói rằng người đầu trâu đầu bò đã biến mất hết rồi, Phật A Di Đà đã đến rồi. Ông được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Quý vị đọc 48 lời nguyện, nguyện thứ nhất, quý vị đọc rõ ràng không? Dù là một người đó tướng địa ngục xuất hiện hay là đọa trong địa ngục, nhưng nghe được danh hiệu Phật mà phát tâm niệm thì người đó dẫn được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rất là rõ ràng. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không giảng thiết thường. Ngài cứ kể câu chuyện này để chi à? Để cho tất cả những người làm đường lạc lối, lỡ sai quấy có cơ hội quay đầu. Chỉ có pháp môn tịnh độ này cứu được chúng ta, cứu được chúng ta. Nên mới nói câu là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Có sai quấy cỡ nào mà nghe được Phật Pháp mà chân thật quay đầu thì quý hơn vàng bạc châu báu. Những đức cũng nhờ gặp pháp môn niệm Phật mà có thể nuôi được nhiều người già, khuyên nhiều người niệm Phật, nhiều người tu tập. Nếu như không phải pháp môn niệm Phật này, vì dù những đức có tu đi chứ thì bản thân những đức cũng khó hướng dẫn người khác để áp dụng xác thực được. Rồi cái câu chuyện mà Pháp sư Quánh Kha là một người xuất gia trong chùa phạm trai phá giới, làm nhiều điều sai quay. Khi ông được người nhắc nhở nói về nhân quả đáng sợ, đọa địa ngục đáng sợ, ông quảng hồn kinh, kinh hồn quảng vía, hỏi người trong Phật môn còn phương pháp nào có thể cứu được tôi hay không. Thì có người đem cái quyển sách Vãng Sanh Chuyện cho ông coi. Ông đọc những câu chuyện niệm Phật vãng sanh, trong đó có những người tạo tội nghiệp quay đầu niệm Phật đều được cứu. Ông quyết tâm bước vào tháp, đóng cửa 3 ngày 3 đêm. Được thời gian 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, thành tâm thành ý niệm Phật, chân thật niệm Phật. Đúng là từ một người tạo tội nghiệp mà trở thành bậc thượng thượng căn, thể hiện một người tạo tội nghiệp nhưng nghe pháp môn tịnh độ là hồi phục nhân duyên, trở thành bậc thượng thượng căn. Ông thành tâm thành ý niệm Phật, niệm Phật 3 ngày 3 đêm, Phật A Di Đà đã thể hiện đến. Phật A Di Đà khuyên ông rằng thọ mạng của ông còn 10 năm tuổi thọ nữa, nên ông cứ cố gắng niệm Phật tu tập, 10 năm sau ta sẽ đến để tiếp dẫn ông. Pháp sư Quánh Kha này ngài cũng thị hiện để nhắc chúng ta gặp cơ duyên đó thì chỉ có đòi theo Phật A Di Đà. Như đứa con bị lạc đường, hôm nay gặp lại cha mình, lòng vui không tả xiết, chỉ có một mực đi theo cha, cha đừng bỏ con chỉ quyết định theo cha, ôm chân cha, cha đừng bỏ con là một đứa con
lạc lối đã lâu rồi. Nếu hôm nay xa cha, biết con có phương hướng quay trở lại hay không? Bám víu quyết định đi theo Phật A Di Đà. Đây cũng là một nhân duyên thị hiện để nhắc nhở chúng ta phải thành tâm thành ý niệm Phật. Khi Phật A Di Đà đã đến, tuyệt đối chúng ta không bao giờ nói rằng mình còn có bận biểu gì cả. Chỉ có một mực là đi theo Phật A Di Đà. Pháp sư Quán Kha đã làm được việc đó. Ngài nói rằng con không cần 10 năm tuổi thọ, con quyết định đi theo Ngài. Con sợ 10 năm sau con sẽ tạo nhiều tội nghiệp hơn nữa, lúc đó mắc phần giảng sanh. Việc này Pháp sư Quán Kha Ngài đã nhắc nhở chúng ta. Chỉ có về cực lạc mới chắc chắn. Còn ở cõi ta bà này là còn lo âu, còn sợ hãi, còn bất an, vì chưa có được chiếc áo giáp Phật A Di Đà ban tặng. Phật A Di Đà nói rằng được rồi, 3 ngày sau Ngài sẽ đến tiếp dẫn. Đức Phật đã hứa thì yên tâm, 100% yên tâm, không cần phải lo sợ. Ngài mở cửa thác ra, mừng vui không tả xiết, nói những người bên ngoài rằng, những người trong chùa, 3 ngày sau Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn tôi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những người trong chùa cũng mắc cười. Một con người tội lỗi, tạo nhiều tội lỗi như ông, đóng cửa thất 3 ngày 3 đêm niệm Phật thì nói rằng Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, cũng mắc cười thiệt. Mọi người không tin, nhưng không sao, thời gian 3 ngày cũng không có bao lâu, cứ chờ xét. Tới ngày thứ 3 thì Pháp sư Quán Kha nhờ người trong chùa, hôm nay các vị có thể đợi qua thời khóa công phu, chỉ cần niệm Phật, niệm Phật đưa tiễn tôi về cực lạc được không? Người trong chùa nói sẵn lòng, nếu ông thật sự giảng sanh, dù niệm 3 ngày cũng niệm, chứ đừng nói chi một thời tu. Tất cả người trong chùa vô cùng hưng khởi, siêng năng, vui vẻ hoan hỷ niệm Phật để tiễn đưa một người này về thế giới cực lạc. Chờ xem như thế nào. Ông tắm thái độ đàng hoàng, ra niệm Phật cùng với đại chúng, niệm một chút. Ông nói với đại chúng rằng Phật A Di Đà đã đến rồi, ông giảng sanh, thật sự giảng sanh. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, tại sao cứ thường giảng thuyết Ngài kể những câu chuyện này? Vì Ngài biết chúng sanh trong thời mạt pháp tạo tội nghiệp nặng nề, cho họ một cơ hội quay đầu, chỉ có pháp môn niệm Phật. Có những người nghe công đoạn này phỉ báng, chề môi, cho rằng ảo tưởng. Nhưng cuộc đời của họ về sau có khi không biết búng víu nơi nào, họ cũng đã từng nghe được câu chuyện này và mong rằng họ sẽ quay đầu. Họ sẽ quay đầu, họ có cơ hội. Đến khi họ tu các pháp khác, họ thấy không có cơ hội gì cả, không có búng víu được gì hết, đi lang thang cũng không đi được luôn, sự ngưỡng mộ kia cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu gặp trong mùa dịch bệnh mà đi ngoài đường thì cũng không đi được luôn. Đúng là cái pháp có sự trở ngại. Chỉ đúng với môn tịnh độ, nơi nào cũng không trở ngại. Nếu như quý vị nhớ Phật niệm Phật, không có trở ngại. Quá tuyệt vời. Nên mỗi người chúng ta được nghe pháp môn tịnh độ như vậy, cực kỳ xác thực. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.